Ok, xin chào các bạn. Trên tay của mình đây là một chiếc thước kẹp của cái hãng Insight. Và cái thước kẹp này thì nó to được là 150 mm các bạn nhé. Thì trước đấy là mình cũng có một cái thước kẹp như này rồi, nhưng mà nó có vài chục ngàn thôi. Và tại sao mình lại phải mua một cái thước kẹp mới này thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Thì hãng InSight là một cái hãng cũng khá nổi tiếng à, sản xuất các cái dụng cụ đo rồi. Thì các bạn cũng đã biết. Đây là một chiếc hộp của nó khá xinh xắn luôn này. Đấy. Đây là bên trong của nó nhé. Mình rất thích cái hộp nhỏ nhắn xinh xắn như này. Gồm có cái gì đây? Đây là các cái sách hướng dẫn này. À, bảo hành này. Rồi thì nhân vật chính của chúng ta nó là một cái thước ồ oh, cầm khá đầm tay các bạn cầm sướng lắm không như cái thước này nó cầm nó nhẹ nhưng mà cầm cái thước này đầm tay ở đây thì nó có cho chúng ta một cái phụ kiện nhỏ nhỏ như này thì cái phụ kiện này là để khi mà chúng ta không dùng cái con lăn này thì chúng ta ốp cái phụ kiện này vào thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ xem xem cái thước mới của mình nó có những cái gì các bạn nhé thì các bạn nhìn thấy cái giao diện của cái thước đây thì thước này hoàn toàn bằng kim loại các bạn nhé chỉ có cái mặt trên này thì nó bằng nhựa để làm giảm giá thành thôi cũng có cái loại là mặt trên nó phu kim loại hết nhưng mà nó đắt hơn một vài trăm thì mình cũng không cần thiết lắm nên là mình không mua cái đấy và cái công việc của mình thì uh, chủ yếu là đo cái độ dày của các cái lá kẽm hoặc là đo những cái mà nó nhỏ nhỏ thôi nên là mình chọn cái thước mà có cái chiều dài mà có thể đo được tối đa là 150 mm. Các bạn có thể chọn những cái thước nó dài hơn. Thì các bạn nhìn thấy ở đây này, trên mặt của nó này thì cái số của nó khá rõ ràng luôn các bạn ạ, nhìn chất gì là rõ ràng. Và các bạn thấy ở đây nó sẽ có đằng sau dấu phẩy nó có hai cái số thập phân như vậy cái độ chính xác của nó nó sẽ chính xác hơn so với cái thước cũ của mình cái thước này thì nó chỉ có uh, một số thập phân là đằng sau thôi các bạn nhìn thấy có một số thập phân này nên cái độ chính xác nó không cao mặt trên thì nó sẽ có một cái nút on/off để chúng ta bật tắt hoặc nếu như mà các bạn cứ để một lúc thì nó cũng sẽ tự tắt các bạn nhé kể cả như là các bạn đang tắt này các bạn kéo thì nó cũng sẽ tự bật lên cho chúng ta nó khá tiện luôn ở đây là có một cái nút zero có nghĩa là cái nút hiệu chỉnh không này có nghĩa là các bạn đẩy hết thước nó về xong bắt đầu các bạn nhấn đây ví dụ nó đang lệch là 0,01 mm thì các bạn nhấn zero để nó sẽ hiệu chỉnh về không thì khi đấy chúng ta sẽ đo nó sẽ chuẩn hơn ở phía trên cùng thì nó sẽ có là chuyển đổi giữa cái đơn vị inch và mm thì thông thường ở Việt Nam chúng ta hay dùng cái đơn vị là mm thì, thì mình hay để đơn vị mm ở đây nó sẽ có một cái khay đựng pin các bạn đẩy nó ra nhấn xuống nhé nhấn xuống xong đẩy nó ra đấy thì ở đây thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ dùng một cái viên pin cúc áo CR2032 thì viên pin này nó bán khá thông dụng trên thị trường các bạn có thể mua nếu mà nó hết pin và trước khi đo thì các bạn sẽ cần phải hiệu chỉnh về không đây ví dụ nó đang bị lệch đây thì các bạn nhấn để hiệu chỉnh về không ok và các bạn đo xong cái nào thì trên đây nó có một cái chốt để nó khóa lại. Đó, để nó khỏi di chuyển, nó khỏi lệch. Nói chung là nó cũng giống như một cái thước cơ thông thường thôi nhưng mà nó hiển thị bằng điện tử. Thì các bạn để ý do cái thước này nó hiển thị bằng điện tử nên là các bạn nhìn thấy cái vạch chia ở trên này nó không phân chia vạch như cái thước cũ của mình đây. Đây các bạn nhìn thấy cái thước cũ thì nó có phân chia vạch đúng không ạ? Ví dụ 20, 21, 22 đến 30 gì đấy. Nó phân chia vạch nhưng mà đây là 20, 30, 40. Thực ra thì cái phân chia vạch như này mình thấy nó không cần thiết bởi vì thực ra là mình, mình mắt mắt nhìn vào cái vạch này thì nó cũng chả có cái tác dụng gì bởi vì nó không chuẩn. Nó chuẩn là chuẩn ở trên cái màn hình này rồi. Đó bởi vì cái thước này là thước dùng để hiển thị, tức là cái thước số dùng để hiển thị bằng số nên là nó sẽ không thiết kế để nhìn bằng mắt thường nên là cái chia vạch là không cần thiết. Rồi phía trên này thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó có một cái lỗ ở đây là có một cái cổng micro B này thì mình cũng chưa rõ cái cổng micro B này để dùng để làm gì đâu. Phía sau thì các bạn nhìn thấy ở đây nó in rất rõ ràng về cốt này. Cái mã của thước này là 1108150 các bạn nhé. Và đầy đủ series luôn này. Đấy, battery là, là dùng pin là dùng cái loại nào này. Nói chung là cầm rất sướng tay các bạn ạ. Bằng thép kim loại. Cực kỳ sướng luôn. Về chất lượng của cái dòng Inside này, cái thương hiệu Inside này thì cũng đã được khẳng định rồi. Nên là chất lượng của nó là mình thấy ok trong tầm giá. Đây, ở đây mình có một số cái lá kẽm để hàn đây. Thì chúng ta sẽ đo thử xem nào như cái lá này. Đâu rồi, để mình xem xem cái lá nào nó dày dày này đây như cái lá này là lá 0,2 này dày 0,2 này mình sẽ đo bằng cái thước cũ trước nhá ok 0,2 rồi mình lấy kích thước mới mua đo xem nào 0,22 như vậy là nó dày hơn một chút đó đã hiệu chỉnh về không đo lại xem nào 0,722 nhá các bạn nhìn thấy là với cái thước mà nó có hai cái số thập phân đằng sau ấy thì cái độ chuẩn xác của nó cao hơn rất nhiều. Đây mình đo tiếp thử cái cái cuộn thép này nó là 0,15, 15, 0,15. Mình cũng sẽ đo bằng cái thước cũ nào, hiệu chỉnh về không Thì các bạn nhìn thấy là cái thước cũ nó cho là 0,2. Bởi vì thực ra là nó không có cái hai cái số thập phân ở cuối nên là nó nó làm tròn lên. Ok, bây giờ mình sẽ đo cái thước mới. Thì các bạn nhìn thấy là cái thước mới ấy, ở đây là nó cho 0,19 gọi như là gần như là cái này là 0,2 0,2 mili Như vậy là cái người bán người ta ghi như này nó không chuẩn lắm. Rồi, đây, đây là những cái lá thép nó mỏng hơn rất nhiều này. Chúng ta sẽ đo xem với cái thức cũ này mình khả năng là sẽ không đo được vì nó mỏng quá. Đây, các bạn nhìn thấy là nó cho ra 0,1 bởi vì cái thước cũ này là cái vạch của nó nhỏ nhất là 0,1. Bây giờ mình sẽ đo. Đây, cái này nó là 0,10. 13 10, 13 các bạn nhé đây cái cuộn thép này thì nó còn mỏng hơn nữa này không biết là thước này nó có đo được không thì cái thước này thì nó vẫn là cho 0,1 là nhỏ nhất rồi bây giờ mình sẽ dùng cái thước mới đo xem nào Ok các bạn nhìn thấy chưa Nó được 0,11 Rồi đây mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy này Xem là sẽ đo được bao nhiêu các bạn nha Tờ giấy này xem là nó mỏng bao nhiêu Thì các bạn nhìn thấy là tờ giấy mỏng là 0,09mm 0,09mm Đấy, thì các bạn nhìn thấy là cái mà nó có hai cái số thập phân ở sau ấy, thì nó đo nó có độ chuẩn xác hơn rất nhiều. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái thước kẹp của cái hãng Insight Với cái giá mà mình mua thì nó rơi vào khoảng trên dưới 500 ngàn Thì mình thấy là cũng khá ok trong cái tầm giá này rồi Hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn lựa chọn cho mình một cái thước kẹp ưng ý Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau